Xin chào các bác. Hôm nay là thứ bảy cũng như là ngày mùng 1 đầu tháng đúng không ạ? Thì tôi cũng xin chúc các bác rất là nhiều sức khỏe này. Một tháng mới thành công, làm ăn phát tài phát lộc các bác nhé. Thì ở đây thì cái clip này tôi nói về một chút về cái đá mắt hổ vàng tâm này. Các bác rất là nhiều các bác quan tâm và hỏi trong thời gian vừa rồi. Và cái đá san hô hóa thạch này nữa các bác nhé. San hô thì bên tôi có san hô đỏ này, san hô đen, san hô vua, san hô vàng và san hô hóa thạch này. Thì các bác quan tâm san hô hóa thạch này là những các bác nữ này thích những cái loại san hô hóa thạch này, nó rất là già, nó rất là lâu năm tuổi rồi, không nói là già nữa mà cực kỳ là lâu năm và nó rất là nhiều năng lượng. Đây, những cái mẫu san hô size 10 ly hoặc là 8 ly để dành cho nữ đeo. Đó, thì hôm nay tôi cũng chia sẻ cho các bác để các bác hiểu thêm về hai cái mẫu này nhé. Thì đầu tiên là các bác hỏi về cái mắt hổ này đúng không ạ? Tại sao mà bên tôi nó chỉ có những cái hàng VIP, hàng đẹp như này, hàng nó bóng. Các bác nhiều bác cũng xem ở trên mạng rồi thì các bác đã mua hàng rồi, nhưng mà tại sao mà hàng của bên tôi nó lại đẹp, nó bóng, nó không có vết nứt hay là nó nhìn nó rất là đều đẹp đúng không ạ? Tại vì là xin thưa với các bác là những cái hàng này là hàng chọn các bác, hàng VIP nó gọi là hàng 5A đấy. Thì những cái hàng cao cấp này nó rất là ít và hiếm và giá thường nó cao. Còn ví dụ mà các bác mua trên mạng ấy thì nó có rất là nhiều loại đẹp xấu khác nhau, nhưng mà cái hàng đấy thì các bác có thể xem hình dung là chụp ảnh lên là hoặc là quay clip lên thì nó có những cái vết nứt ở đá này đó, vết dạng vết nứt đấy là những cái hàng loại các bác nhé, hàng loại 3, loại 4, loại 5 gì đấy, và giá thường nó rất rẻ thì rất là hấp dẫn. Thì các bác có thể là sẽ lựa chọn bởi cái giá chứ các bác không lựa chọn bởi cái hàng nó chất lượng đâu ạ. Thường là mua hàng là như vậy, các bác chưa biết chưa hiểu thì các bác thường là mua lựa chọn cái giá chỗ nào bán giá rẻ nhất thì các bác mua, nhưng mà sau khi mua về thì nó lại thành đắt. Vì là khi mà các bác xem được những cái hàng cao cấp bên tôi này thì các bác sẽ không đeo những cái hàng các bác mua trước nữa, và coi như là các bác sẽ bỏ đi hoặc là không đeo hoặc là cho đi tặng đi, thì coi như là cái đấy các bác mất tiền đúng không ạ? Thì coi như các bác là mua thành đắt, không không sử dụng được đúng không? Đó thì đấy là nó là một cái cảm xúc thôi mà, cái cảm xúc mua hàng nhất thời. Và các bác cứ thấy ok giá rẻ thì các bác mua, nhưng mà các bác chưa kịp tìm hiểu nó có mấy loại hay là như nào thì xem được cái clip, những cái clip trước của tôi ấy, tôi làm ấy, thì các bác mới thấy được là nó có cái loại 5A này nó rất là VIP, nó đẹp nhất này. Đó, nó đẹp, nó chọn từng hạt và những cái vòng như này ấy, thường là nó ánh rất là đẹp. Đây là cái mắt của nó này, cái chớp, nó gọi là cái chớp đấy ạ. Đó, nó gọi là cái chớp, nó gọi mắt hổ, nó giống mắt mắt của con hổ chứ nó là một loại đá tự nhiên các bác nhé. Và các bác cũng hỏi nguồn gốc xuất xứ, nhiều bác rất là kỹ, các bác hỏi nguồn gốc xuất xứ nữa thì tôi cũng trả lời tư vấn cho các bác luôn ở trên này là cái đá này nó có rất là nhiều nơi, ví dụ như Nga này, Brazil này và các cái nước châu Tây Âu, Bắc Âu đấy, là nó rất là nhiều cái loại đá này. Rồi thì nó bên Trung Quốc người ta nhập về, phôi về, sau đó người ta chế tác ở đấy là một công xưởng rất là lớn các bác nhé, các bác biết rồi đấy, người ta chế tác sau đó là người ta bán đi khắp các thế giới. Thì thường ấy là nhập những cái hàng sản phẩm như này này là nhập trực tiếp từ bên xưởng bên đấy, thì tôi nhập giá thì nó theo cái theo chiếc như này đó, và về thì mình cũng bán theo chiếc theo cái thôi. Và nó rất là nặng, đá thì thường nó rất là nặng các bác đó, và nó là hàng tự nhiên. Nếu mà các bác thích đi kiểm định cũng được, bên tôi sẽ gửi đi kiểm định cho các bác, nhưng mà cái phí kiểm định thì nó khoảng 2 đến 300 nghìn một giấy tờ giấy. Thì cái đấy thì nếu mà các bác đã tin tưởng Mộc Hương Xốp uy tín rồi ấy, thì cái sự niềm tin uy tín nó sẽ bớt cho các bác cái chi phí. Ví dụ mà các bác muốn đi kiểm định thì nó ra một cái tờ giấy thì các bác phải mất 2 đến 300 nghìn và lại một thời gian chờ đợi nữa đúng không ạ? Khi mà các bác đã xin lỗi các bác vì bây giờ nó đang xe nó chạy rất là nhiều, nó ồn ào.
Người ta có câu là khi mà niềm tin và chữ tín nó đã tới cái mức rồi ấy, thì nó sẽ giảm được chi phí cũng như là thời gian rất là nhiều, đúng không? Chính vì vậy là nếu mà có cái sự tin tưởng nhau rồi ấy, thì mọi công việc nó rất là thuận lợi, rất là dễ dàng. Đưa cho anh cái thẻ. Khi mà có mua hàng một phương shop ấy, thì các bác sẽ nhận được cái thẻ bảo hành này. Ở bên tôi có đầy đủ thông tin, địa chỉ website rồi địa chỉ hai cơ sở đây, thì các bác hoàn toàn là yên tâm. Nếu mà các bác đã đồng hành theo dõi một phương shop một thời gian thì các bác cũng biết rồi, đúng không ạ? Đó, thì các bác được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Các bác đặt hàng, các bác hãy nhắn vào Zalo 0987863250 này các bác nhé. Đó, hoặc 0985233952. Các bác hôm nay bên tôi sẽ cái này đã được khuyến mại giảm giá rồi này. Sale trong cái đợt dịch này, và hôm nay riêng ngày mùng 1 các bác đặt hàng thì bên tôi sẽ giảm tiếp cho các bác. Là chỉ trong ngày hôm nay là được giảm 10% nữa các bác nhé. Nếu mà các bác đặt hàng, các bác cứ nhắn là đặt trong ngày mùng 1 này này, chỉ có hôm nay thôi, hết ngày hôm nay là hết cái khuyến mại sale ngày mùng 1 này nhé các bác nhé. Thường là bên tôi sẽ sale ngày mùng 1 15 là dễ được sale các bác nhé. Bên tôi sẽ thông báo, các bác kích vào cái đường link bên dưới, có cái nhóm Zalo rồi nhóm Facebook ấy, khách hàng ưu tiên của một phương shop, thì các bác tham gia vào đấy là các bác cập nhật được những cái chương trình sale khuyến mại của bên tôi sớm nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đó thì cái san hô này, bây giờ đến cái vòng san hô nhé. Cái vòng san hô này thì nó cũng cũng có hàng chọn, hàng đẹp, hàng hoa, hàng huyết. Đây tôi sẽ soi cho các bác. Nhiều bác cũng chưa hiểu lắm về cái vòng san hô hóa thạch này. Các bác thích thích vậy thôi. Nhưng mà cũng còn nhiều câu hỏi đấy. Nhiều câu hỏi đấy. Tại sao nó lại thấu thấu thông đèn như này? Nó như gỗ huyết long nữa, nhưng mà cái này nó là hàng chọn rồi các bác nhé, chọn từng hạt thông đèn rồi đó, thông đèn nhiều, chọn chọn rất là đẹp từng hạt, thì giá nó cao hơn hàng bình thường rất là nhiều lần đó, nó khoảng 4 đến 5 lần ấy. Ví dụ hàng bình thường như này không thông đèn, đúng không ạ, thông đèn ít hoặc không thông đèn thì giá nó rẻ. Nó là hàng loại 2, loại 3 rồi. Đúng không ạ? Còn có cái hàng lưu hoa, hàng hoa, hàng vân hoa này nó cũng là hàng chọn. Đây, vân hoa này. Đây các bác này, vân hoa đây này. Đấy, không rõ lắm. Đây. Các bác thấy cái vân hoa nó cũng là hàng chọn vân, hàng vân hoa, hàng này nó cũng rất là hiếm các bác nhá. Đó, và giá của nó cũng rất là cao, nó khoảng 4 đến 5 lần so với hàng bình thường. Là chuyện bình thường các bác, vì là 10 20 15 20 vòng mới chọn được có một vòng. Thì các bác phải hiểu là như nào nó hiếm như nào. Một lô may ra chỉ được khoảng 5 đến 10 vòng thôi, một lô 100 vòng khoảng 5 đến 10 vòng là nhiều ấy. Đó, những cái hàng như này rất là ít. Vân Hòa này. Còn toàn hàng bình thường, hàng hàng thấu nó cũng ít. Đây hàng thấu đây, thông thông thấu gọi là huyết đấy. San hô huyết đây. Nó như ngọc vậy các bác. Nó thông thông đèn như ngọc vậy. Đó thì các bác có thể kích vào cái đường link bên dưới các bác xem báo giá luôn, là tôi đã đăng trên web đấy, web một phương shop rồi, thì các bác cứ kích vào đấy các bác tham khảo giá thôi ạ. Và các bác đặt hàng thì các bác đặt ngay trên website của một phương shop, hoặc là các bác có thể nhắn tin vào Zalo số điện thoại của một phương shop đấy ạ. Đó. Hàng này nó ít lắm, số lượng nó ít lắm. Nó có mấy vòng mà. Khoảng 5 vòng, 15 5 vòng, 5 6 vòng gì đấy. Nó thông đèn đẹp như này, chọn chọn hàng. Còn những hàng này nó không thông đây. Không ít lắm đó, có thấy không, nó rất là bình thường, như là cái vòng san hô bình thường thôi, nhưng mà những cái san hô mà thông đèn huyết như này rất là hiếm đó. Các bác nào mà có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp vào shop nhé. Size 12 ly thì dành cho nam, còn size 10 ly thì dành cho nữ,
Đây size 12 ni thông đẹp này, tôi đeo đấy. 12 ni 17 hạt các bác nhé, rất là đẹp. Đó thì mùng 1 tôi cũng xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, thành công. Kết thúc clip thì các bác hãy ủng hộ một số bằng một like, chia sẻ video và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.